thay đổi ngay được em đến một ngày thì mà đến lần này 2018 thì nghe tiến độ cũng chậm lại. Công ty đa số dùng 14 sau cũng rất ít, mà các em trong năm mà thầy đi học sinh viên đây các thầy nói là thứ sáu có thể hết hết rồi mới đến giờ cũng rất ít. Tất nhiên là đang chuyển dịch dần một chậm, một vài ông lớn thì ông có điều kiện hạ tầng để thử nghiệm để chuyển dịch. Công ty em từ đây nhỏ vừa doanh nghiệp vừa nhỏ V4 thì nó có một ưu điểm là phải dùng V6 thì mới kết nối được phần đấy sẽ không đấy. Thì nếu có thời gian thì chúng ta cũng sẽ làm một bài lát nhưng mà mình có hình một người đấy sẽ mạnh. Thì bài này thì mình đang dở từ hai lớp để muốn form cốt vào phần VPN. VPN đây là cách hoạt động của nó thôi. Đây là cái cơ chế chuyển đổi IP 4.16 này nó làm sao để nó kết nối được. Tức là một máy V4 ở bên trong để đọc đến cái thông qua ở V6 con DNSSEC để vào cái phần VPN. Thì có cái phần này thì cần phải triển khai các kịch bản công nghệ cơ đồ binh đúng không? Rồi có lẽ phép thực có cái VPN thế nào, có option của nó. Chúng ta sẽ làm cái hôm nay bài này chúng ta sẽ tập trung làm hai bài lát là mình sẽ đi cái phần remote access trước, tức là cơ thủ sai trước và sau cái sai thì mình còn thời gian làm này và mình phân cấp bằng hai cái đó tức là PTD và LTTD nhé. VPN này sẽ cấu hình hệ thống VPN dùng hai thức là PTD và LTTD. Như thầy vừa nói rồi, ý nghĩa của VPN khi nào dùng nó không? Khi mà muốn kết nối tất cả các cái chi nhánh với trụ sở chính không? Các văn phòng chi nhánh chúng ta dùng giải pháp VPN. Đây là một giải pháp chúng ta tự xây dựng được gần như là không có phí gì. Phí cấu hình quản trị như là phí đầu tư thiết bị thì tất nhiên nếu mà chúng ta muốn triển khai giải pháp VPN trên thiết bị cứng thì chúng ta phải mua một con router nó cũng phải tầm cỡ chút, có những con dòng router kiêm luôn phay luôn kiêm luôn VPN server, còn nó tốt một chút, đắt tiền thì 50-60 triệu con server, con router kiểu đấy thì nó chạy cũng nhanh rồi. Ngoài ra thì chúng ta hoàn toàn có thể dùng các cái giải pháp VPN mềm dùng ngay hệ hành Windows, Microsoft hoặc là các cái phần mềm ôm xuống kiếm xem. Vì khi mà triển khai thì chúng ta có thể dùng các giải pháp cứng. Cứng thì tất nhiên là nó sẽ ngon hơn rồi, không? Bỏ tiền ra mua thiết bị cứng này mà. Thì nó tích hợp sẵn cái tính năng VPN server trên con router luôn. Trên cái con server router. Nó tích hợp luôn VPN luôn. Bây giờ đa số các dòng router giờ nó có luôn cả tính năng VPN luôn. Side to side và cần to side để bỏ hết và cũng hỗ trợ tất cả các thiết này, tất cả các tính dùng nó tương nào dùng kết nối các cái tòa nhà, các cái chi nhánh và các cái địa điểm khác nhau liên quan đến tổng độ sừng vị trí địa lý. Không những là gì ở trong một quốc gia mà cũng có thể các quốc gia với nhau đúng không? Ví dụ Mỹ, Canada, Úc, châu Âu, mỗi tòa nhà là một cái quốc gia được thì cần thông qua hạ tầng internet có internet là kết nối. Cái đối giống như là chúng ta đang ngồi đi trong cái mạng gì đây, đây là một vài giao thức mà phần Windows 12 nó hỗ trợ gọi là VPN tơ đồ minh của tổ tiên hay còn gọi là nôm na là giao thức VPN. Nó có rất là vấn đề tạo cửa hầm tơ đồ em nói là PPTV, LTTV over IPsec à, còn thêm cái nữa này, mạng suất như thế này hỗ trợ trên mỗi hệ hành mạng suất, tức là người dùng phải dùng mạng suất phía cá nhân phải dùng Windows
là LLTP, thêm cái LLTP. Ta là gì? Cái này gọi là gì? Thì là Open Open VPN. Cái LTP này là cái tắt của gì? Secure Secure Socket Layer. Secure Socket tên của mình của Scott SSL SSL này là cái Secure Socket tên của mình của Scott. Đấy. Này nó thêm là cái này gọi là IP Version. Cái này là gọi là Internet Key Exchange. Là một giải pháp VPN mà dùng một cái gọi là chữ ký số. Cũng cái này các bạn. Nó này cũng khá là bảo mật. Là vì nó dữ liệu nó đi qua đường truyền là mã hóa và khá là an toàn. Thế nên là khi mà mã hóa cao thì là đồng nghĩa với một chấp. Cấu hình phức tạp. LTP này thì nó giữa tầng và server được giao tiếp thông qua cái giao thức TCP và nó dùng bọn 43 để nó kết nối với nhau. Sử dụng các chứng chỉ ở đây bọn em lưu ý một chút này. Nếu mà chúng ta có một VPN ấy, mà cái con VPN server của chúng ta ấy, nó lại dùng IP private. IP public thì ok, đơn giản thì nếu mà IP private ấy. Hoặc là gì? Cái con VPN server chúng ta lại đứng sau con firewall thì liên quan đến vấn đề mở bỏ, không? Mở bỏ. Đấy. Nhất là nếu mà dùng private ấy, thì chúng ta phải nát bỏ, không? Bởi vì lúc này là địa chỉ con VPN server là địa chỉ private. Private thì phải có chữ nát. Tức là bỏ vô định ấy. Đấy, thì chúng ta khi chúng ta dùng giao thức nào chúng ta phải, nếu không nhớ chúng ta phải search cái giao thức thì dùng bỏ bao nhiêu. Đấy, nhìn bảng. Đấy, nếu firewall thì bọn em phải mở cái bỏ là dùng giao thức BBTV là bọn em phải mở bọt là bọt giao thức là dùng giao thức TCP nhé, bọt là bọt 723 còn nếu mà dùng giao thức LTTP over IPsec thì bọn em phải bỏ mở những bọt như UDP này 500 UDP 1701 vì 4.500 rồi IP của đối phương tức là phải bỏ mở ít nhất là phải mở là 5500 1701 đấy là hai cái bỏ đấy dùng UDP 4.500 phải mở cái bỏ này không có là phải vuông chặn không dùng được thì lúc mà mình cấu hình ra thế nào mà mình đứng sau có phải vuông mình nhớ mở cái bỏ này không thể kết nối được thì chứng tỏ là vì phải vô chặn thôi. Còn STP thì default là còn 43 hay chúng ta phải đổi được cái này 500. Thì nếu mà công ty chúng ta mà dùng toàn các cái sản phẩm Microsoft ấy, cần người dùng là toàn Microsoft thì chúng ta dùng cái giao thức này là an toàn. Nhưng mà đến giờ thì thấy cái phổ biến rất này LTTP over IPsec là thấy rất nhiều công ty triển khai hoặc đã open với em là hai người đó thực hiện công việc ưa chuộng. Thì đây là một vài cái phương thức xác thực, không xác thực khi mà cái con kia đang cần kết nối với con server thì là con cái phương thức xác thực nào bác chat mày số chat vô tình hai EAP. Đấy. Thì đây thì các bạn nhìn thấy là gì? Đi từ trên đến dưới thì cái Never Security của nó. Nếu không hôm trước cấu hình Zarius đến đoạn cấu hình xác thực thấy thầy ép cả hai cái giao thức vào thầy đang chờ các bạn đòi hỏi không? Không thích bạn đòi hỏi để nó không không em thấy thầy ép giao thức của em ép không. Đấy. Thế câu hỏi là cái này khác nhau thế nào? Đấy, mình khi mà cấu hình mình làm step by step mình không hiểu bản chất mình hỏi. Tại sao ép thì ngoài ép chat vào? Tại sao lại cái gọi là bốn tích cực? Bốn tích cực là AP, không chứ là ép cả phần phần. Đấy. Thì hôm nay mình sẽ cần biết được các giao thức xác thực này. Xác thực
hai đầu với nhau mô tả là cái sự ưu tiên em ở nó như thế. Bác BAP nó biết là gì? Password không? B là password, A là authen. B là protocol. B là protocol. Tức là cái pass thì nó là một cái xác định qua password. Cái này là dạng sử dụng dạng dạng gì? Bản rõ nhé, password là bản rõ. Được có đến đấy, tức là mã hóa. Thì đây là cái never, cái kiểu cái giao tiếp xác định là kém nhất. Rõ ràng là nếu chúng ta dùng cái tool mà chúng ta bắt cái quái tin thôi, quái xác chạy thôi, thì chúng ta thấy là lúc mà người dùng kết nối nhập username password và nhìn thấy rõ hết username làm gì ta, giống kiểu theo nét này. Thì cái này thì khuyến khích những người dùng lớn này. Chat là cái đặc điểm. Chân dùng là platform đó, chân dùng của cô, user thì lấy lại mắt. Cái này thì nó gần như quá trình bắt tay để bắt ba bước. Tức là khi mà phía cần một kết nối với server thì gì? Thì lúc đó xem nó gửi cái mục bản tin yêu cầu kết nối thôi. Yêu cầu kết nối. Sau đó thì thằng server nó sẽ gửi lại cái kiểu report. Gần như quá trình bắt tay bắt bước để tiếp tục. Và sau khi mà cái thằng bước ba hoặc thằng cái lần mà nhập user bắt bước này thì cái user bắt bước nó sẽ được hát tạo dùng điểm 8-15 hát thành cái chuỗi nó lo làm thôi gửi vận chuyển. Thì cái thứ này nó sẽ bảo mật hơn so với cái thằng phát thì là nó gửi qua thông tin qua vận chuyển của cái đế tích thì thằng này nó được hát qua cái chuỗi 15 thì nó sẽ bảo mật hơn. Còn cái thằng ngoài chắc thì đơn thứ hai thì nó là cái nó là cái đất của thằng Microsoft phát triển thôi, MS phát triển. Thì nó cải tiến cái làm cho cái thằng chắc nó đi mạnh hơn, còn là trong hơn trong sau lần chắc cái cơ chế thì này gọi là một nó nâng cấp chung quanh bao che. Cái thằng chắc này thì nó phải outend hay mà chắc bây giờ hai có thể sắp hai đầu đấy, thực sự là username của đầu này thì nó sẽ đâu là bán một đầu kia cái chế của máy chắc nó sẽ được. Còn cái thằng mà bảo mật nhất ấy được khuyên dùng đó là cái thằng gọi là gì EAP. Kết nối dễ dàng hơn, đó, có quyền đấy. Còn nếu mà công ty có những đồ khác, ví dụ
không phải nó sức. Ví dụ điện thoại của máy tính của em là Mac thì phải là Windows, nó chạy Linux. Còn trong công ty có nhiều máy dùng Android và là iOS chứ không phải là Windows Phone. Thì nó khuyên là nên dùng cái giao thức là ENP. Thế đến giờ thì người ta khuyên nên dùng cái này, bởi vì là cái này cũng tương thích khá tốt với cái các cái phía các sản phẩm của Microsoft. Đó nên là các bạn có thể cộng 2 cộng 2 được. Nhưng mà nó khuyên là nên dùng chỗ thôi là ok. Thì đến mức chạy các bạn có thể là S1 hoặc 2 được. Thằng này thì nó đi, nó cũng được chắc về nhưng mà kiểu nó dùng cái gì SSL của nó đấy thôi. Bọn em cho cái này cho em để thông qua tôi chỉ ở đây rồi. Nó khuyên là nên dùng cái thằng ENP để cấu hình xác thực. Đấy thì vấn đề VPN thì mình liên quan đến thế thôi. Bây giờ làm cho thầy một cái bài nát của VPN. Để đổi một cái nát VPN như thế này. Mình sẽ có một cái buồn hôi này. Có mình đây. Đấy, em mở cho thầy nghĩa là gì? Dùng đến giọt pin cuối cùng. Bà mẹ lấy hết pin lắm. Sức còn 50% pin. Ok, ai cay á. Nghi. Thì ở đây chúng ta có thêm một con này.
ta phải làm tổng hợp và làm tách đạm. Đây là con radius nhé. Để xác thực đây là con DC. Được. Hai con này là gì? Con này là 2 bên, con này là M nhé. Con này là M. Con này là dạng stem bomb nhé, vừa hút thôi. Con này có hai thằng mạng, con hút hút. Đấy, con này là hút hút, của đóng vai trò giống như con đốc tư, biên. DC thì mình sẽ để là làm member này. Con một con nữa mình cũng để làm member. Còn một con còn lại để là mẹ đi lên. Ừ. Nếu mà được tao cũng đang chơi để đi. Con DC của con có. Ừ.
là thì mở ba con nén lên. Ừ. Con DC thì vẫn là DC thôi, là cái nên đúng em rồi đấy. Ừ. Một con đóng vai trò là Riot sắp thì là member thì vẫn bắt buộc member một cái liên lạc với. Còn một con nữa đóng vai trò là VPN thì để làm group group và không có con gì. Còn nếu mà mình test thì mình mới thành công đấy. Ba cái kia thì kết nối với nhau bằng một cái khác. Chỉ có máy thật. Chúng ta đóng vai trò là VPN. Giờ đây là VPN, chúng ta tạo một cái đối tượng trong. Còn giờ làm lại như vậy. Bao nhiêu bạn không ạ? Gần giống đoạn các bạn có phần như thế. Bạn này thì gần giống một kia. Anh em mình sẽ nhìn một bàn cố gắng anh em. Em biết cái gì nhất nữa không nhỉ? Tôi là phải cả cái răng rồi. Anh có biết cái gì hay là máy mới có chạy được 3 cái cùng lúc đâu, không ai à, chắc chạy được. Có 2 máy thôi. Cái máy thì nó cũng được thôi, chứ không này thì em cứ chạy máy trước mà nó không được cờ liên. Thôi vậy em đang nó thì có thể là không nên được không? Vâng. Thế thôi đừng ấy ra điếc nữa thì chuyển về member thôi. Đừng cố quá. Mấy lại là chạy hàng thôi. Rồi chạy thôi. Vâng, chắc là toàn bộ rồi. Đừng cố. Đừng cố. Đừng cố. Đừng cố. Thế hay là hôm qua tao thì là tí một bài. Thực ra hôm qua tao bán luôn đấy, mấy ông bị phát tay vào máy không? Lúc mà mày quay xuống ấy là tao bị lỗi đấy. Hôm nay là phải không luôn. Thấy là hay không? Gặp máy luôn. Sợ thật. Ủa, cái con đi sữa. Đấy, nó chạy vào mềm.
50% này. Con DC sẽ làm kiêm con file server luôn, có một con Zadis server và một con VPN server. Thì DC thì bọn em tạo thùng xe xe thì phân quyền không? Zadis thì do là domain tiến hành cài dịch vụ dịch NPS Network Policy Access Service thì bàn trước không? Đấy. Trên VPN server thì chúng ta triển khai dịch vụ là trên ba lớp thì cài dịch vụ network oxy network oxy, còn trên vn server thì tiến hành cài dịch vụ remote access. Máy vn thì có hai trang mạng không, một nối với dc, một thì nối ra bên ngoài net không có những thời hạn thì ớt tiến hành dưới đường tiến hành cài dịch vụ. À, cái vụ kia là cả trên con đi ớt cơ. Ừ. Cái mà ghi rõ như thế mà. Này, con đi ớt này. Con đi vụ rest ấy, thì làm thế này không? Ổng ơi, ổng ơi. 30%. Ừ, mình phải kiểm tra lại không? À rồi, bây giờ nữa. Mày qua. Network Parosi. Chính là. Lịch sử. Trên máy cái gì cụ remote access remote như này đó hay lắm. Đấy, làm đi. Đấy, làm chung.